bạn thân mến, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu chương tiếp theo của bộ truyện Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Mời bạn cùng theo dõi. Chương 3413. Nhân tài đông đúc, vui vẻ phồn vinh, si hình thiên thấp giọng nói. Người đến cùng thiếu bao nhiêu phong lưu nợ. Ta nhìn nữ tử sát thủ này, vốn là lạnh nhạt như tảng đá đồng dạng. Lại giữ gìn ngươi cực kỳ. Ta dám đoán chắc, nếu là thần linh dám nói ngươi một câu không phải. Nàng đều dám dơ kiếm đón lấy. Ai nha, trà trà, ngươi nếu có tổ tiên của ngươi thiên ma một phần mười tu vi. Ta dám đoán chắc, bát cô cô cũng có thể đối ngươi như vậy. Trương Nhược Trần nói, si hình thiên lập tức không cách nào lại cười trên nỗi đau của người khác. Mặt buồn rười rười, tử phong từ mạo phạm. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quan tâm, thậm chí cũng không cảm thấy có cái gì mạo phạm. Nhưng, đối với Trương Hồng Trần cùng Hàn Tư tới nói, lại không thể dễ dàng tha thứ nếu ai tại trước mặt mọi người dám tùy tiện nói mình có thể đánh mười cái hạo thiên hiên viên liên biện trang trang thái a à những thần linh kính trọng hạo thiên này tuyệt đối dạy hắn một lần nữa làm người chư vị có thể hay không cho lão phu một bộ mặt đều thối lui một bước việc này như vậy bỏ qua một đạo ánh kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống mặt đất rung động một vị dâu bạc tóc trắng áo trắng lão già đứng ở trong kiếm quan tâm trên người hắn lưu động thần hà dày đặc quy tắc thần văn ngoại phóng, lấy vô hình thần lực áp chế ở trận đám người, là tuyển cơ lão nhân, thanh tiêu cùng trương nhược trần liếc nhau, mang lên bắc cung tĩnh đình, thanh thiến, tiến lên hành lễ, bái kiến sư tôn, thanh thiến bái kiến thái sư phụ, ở đây tu sĩ khác, bao quát nữ võ thần bắc cung lam, phạm thiên đạo chủ lập địa đại sư, vạn hương thành chủ tiết vô giả, những này côn lôn giới nhất tiếng tam lừng lẫy thế tục cường giả. Đều là có chút khom người tuyền cơ lão nhân đã bước vào thần cảnh. Phòng hào kiếm thần, càng là trương gia vị nhân vật cấm kỵ kia sư tôn. Côn lôn giới thế tục chư thánh, ai dám bất kính, sư tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đặt tới thần cảnh, trương nhược trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lão nhân ra ông ta, dùng qua thần dược, cũng đã nhận được tiếp thiên thần mộc thần chi bản nguyên. Hai đại cơ duyên này, bình thường đại thần đều khó mà tiếp xúc đến tuyền cơ kiếm thần tu vi cùng thân phận còn tại đó. Khí tức hùng hậu, dù cho là hàn tư, cũng thu liễm sát khí. Hồi kiếm vào vỏ, Trương Hồng Trần tiến lên hành lễ. Tại vị này thái sư phụ trước mặt, không dám lỗ mãng, tuyền cơ kiếm thần kiên nhẫn dạy bảo. Nói, Hồng Trần, phụ thân người ý chí rộng lớn, trọng tình trọng nghĩa, cùng bọn hắn hai người đã từng là mạc nghịch chi giao. Coi như chân thân ở đây, cũng chỉ sẽ cười một tiếng bỏ qua ngươi được nhiều hướng phụ thân ngươi học tập, rộng mà đợi người, chúng ta côn lôn giới tu sĩ, tuyệt đối không thể chính mình lên tranh chấp. Hồng Trần nhớ kỹ, Trương Hồng Trần len lén nhìn chăm chăm tử phong tử một chút. Vẫn còn có chút không phục, thấp giọng nói, phụ thân có lẽ sẽ không để ý, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là kiếm giới chi chủ. Trong chư thần bá chủ, làm côn lôn giới tu sĩ, làm sao cũng muốn kính trọng hắn a à, chúng ta đều không kính trọng tu sĩ đại thế giới khác làm sao lại kính trọng. Tuyền cơ kiếm thần nhẹ gật đầu, nói, tử phong tử, đã nghe chưa, tử phong tử trên cổ miệng kiếm, đã khép lại, bị thương cũng không nặng, nói, uống nhiều vài bầu rượu, cho nên mới nói mê sảng. Hư thần phủ, là lạc hư tại thiên tinh văn minh đại thế giới mua sắm một tòa lâm thời điểm dừng chân. Cũng là to lớn tráng lệ, thị nữ, người hầu, thánh vệ đông đảo, bức tường cao lớn, thần vụ mờ mịt bên ngoài phủ cũng là trồng trọt cao lớn thánh thụ, nuôi có thần tuấn dị thú. Việc này, dừng ở đây. Đi thôi, hư thần đã thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào. Côn lôn giới lại thêm tân thần, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Vừa vặn chư vị cũng đều hào hào họp gặp, tuyền cơ kiếm thần tay vuốt dâu bạc, thần quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bắc cung tĩnh đình trên mặt rào rạt dáng tươi cười, nói hôm nay việc này cũng chỉ có sư tôn lão nhân ra ông ta ra mặt mới chấn được. Chân thần ở đây, ai dám làm càn, không có tận lực áp chế thanh âm, chính là muốn ở đây tất cả mọi người biết được, Tuyền cơ kiếm thần là thanh tiêu đại thánh sư tôn. Dù sao, tại trên tu vi cùng thân phận địa vị, thanh tiêu cùng lập địa hòa thượng tuyết vô giả bọn người tranh lệch không nhỏ, cần phải có một thân phận khác, đến đề thăng địa vị, nhưng nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là dẫm lên hàn tư đến dốc lên chính mình. Hàn tiêu lạnh lùng lườm bắc cung tĩnh đình một chút, đồng tử đen kịt như vực sâu. Tiếp theo, mỉm cười, cùng Trương Hồng Trần đi vào hư thần phủ cửa lớn. Chỉ một cái liếc mắt, bắc cung tĩnh đình liền não hải nhói nhói. Thánh hồn chịu một kiếm, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mẫu thân, người thế nào, thanh thiến đỡ nàng, mới không có ngã xuống đất. Bắc cung tĩnh đình trong lòng xấu hổ giận dữ trông thấy ánh mắt mọi người chằm chằm đến càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng nói nàng cũng khinh người quá đáng có thể nào bá đạo như vậy ngay cả nói cũng không thể nói một câu sao bác cung lam đi tới áo trắng như tuyết trên người có một cỗ siêu nhiên khí thế như một đời nữ đế nói tĩnh đình nghe ta một lời khuyên chớ có trêu chọc nàng bác cung tĩnh đình có chút thất thần nói lấy thân phận của ngươi cùng tu vi cũng muốn sợ nàng Bắc Cung Lam cũng không chỉ là nữ võ thần, càng là đệ nhất trung ương đế quốc đế hậu. Bắc Cung Lam nói, ta có thể không sợ, nhưng ngươi nhất định phải sợ. Vứt xuống lời này, Bắc Cung Lam cùng Vũ Thần Sơn chư vị đại thánh nối đuôi nhau mà vào, tiến vào thần phủ, Bắc Cung Tĩnh đỉnh chỗ dựa lớn nhất, chính là tỷ tỷ nữ võ thần. Bây giờ ngay cả tỷ tỷ đều không thể vì nàng làm chủ. Nhất quán cao ngạo nàng, trong lòng Sở Thụ đã kích to lớn có thể nghĩ ta đi tìm sư tôn, để sư tôn làm chủ cho chúng ta. Bắc cung tĩnh đình khó nuốt trong lòng ác khí, bước nhanh đi đầu ra ngoài. Trương Nhược Trần vỗ vỗ thanh tiêu bả vai, nói, hàn tư cùng hồng trần, ta sẽ thật tốt quản giáo. Thanh tiêu thở thật dài nói, không trách nàng, chỉ trách tĩnh đình tính cách quá mức trương dương cùng hư vinh. Thấy không rõ thế cục, lấy hàn tư tính cách, nếu không có có mặt mũi của ngươi tải. sợ rằng sẽ trực tiếp giết nàng phe mình tu sĩ tranh đấu, bao nhiêu đều sẽ lưu tình. Nhưng, tinh không phòng tuyến vạn giới tu sĩ đều là tải Sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía, đắc tội giới khác cường giả Nàng sẽ không toàn mạng. Thăng thần yến về sau. Ta liền để nàng về côn lôn giới. Thanh thiến đứng ở phía sau. Nghe không được thanh tiêu cùng trương nhược trần đối thoại. Nhưng có thể trông thấy bọn hắn cử chỉ. Nàng đối với phụ thân mười phần hiểu rõ. Đối với mẫu thân đích thật là rất có thể khoan nhượng nhưng đối với nàng đối với tọa hạ quân sĩ lại phi thường nghiêm khắc thậm chí là lãnh khóc lấy hắn đại thánh thân phận như thế nào cùng một cái thánh vương kề vai sát cánh như ngang hàng luận giao lại hồi tưởng trước đó tại trên thánh hạm phụ thân đầu tiên là cẩn thận sau lại lập tức mở ra phòng ngự trận pháp cử động khác thường cái này khiến nàng mười phần hoang mang nàng cực kỳ thông minh tâm tư cẩn thận nhìn ra một chút thứ vi diệu lòng hiếu kỳ không khỏi tăng nhiều hư thần phủ chiếm diện tích ngàn mẫu thánh hồ hợp thành phiến đình đài san sát chính là thiên tinh văn minh đại thế giới mùa đông không khí rét lạnh trên trời đã nổi lên bông tuyết không bao lâu thánh hồ bên cạnh đã là một mảnh trắng xóa đến đây chúc mừng tu sĩ đông đảo côn lôn giới chiếm một nửa phía trên khác cùng côn lôn giới giao hảo đại thế giới cùng cổ văn minh đều có đại biểu đến đây đại thánh là chủ lưu từng cái tại thế tục uy danh cực thịnh cũng có đời mấy tiểu bối, đều là thời đại này nhân vật phong vân, thiếu niên tuấn Mỹ cùng tài mạo song toàn nữ tử thành quần kết đội. Bọn hắn thiếu đi mấy phần trầm ổn, nhưng càng có thanh xuân sức sống, Trương Nhược Trần nhìn thấy ngày xưa trên anh hùng Phú Trần Vô Thiên cùng Bùi Vũ Điền. Hai người đều là đạt tới bán thần cấp độ, thân hình tuấn vĩ, mật âm giao lưu lúc, vẫn như cũ có khiếp người khí phách, kẻ có thể tại thời đại kia xưng anh hùng, tuyệt đối là vạn người không được một nhân kiệt nhiều năm qua đi, bọn hắn không có chẳng khác người thường. Ngược lại hát vang tiến mạnh, đều có thành thần khả năng. Tại tích lũy nội tình, đáng tiếc trên anh hùng phú xếp hạng thứ nhất vạn triệu ức. Suy nghĩ vừa tới nơi đây, Trương Nhược Trần chóp mũi người được một cỗ quen thuộc hương thơm. Tìm hương nhìn lại, chỉ gặp, một đôi tiết trắng như ngọc đôi chân dài đi tới. Trên thân áo giáp như hỏa diễm, eo đeo chiến kiếm, dáng người kình bảo, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt chính là vạn triệu ức muội muội cửu thiên huyền nữ một trong vạn thương lan tại nàng bên cạnh là vạn triệu ức chi nữ vạn hoa ngữ hơn một ngàn năm không gặp vạn hoa ngữ vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng trong ánh mắt lộ ra thâm thúy thần sắc là tuế nguyệt lắng đỏng một đầu khác trong lương đình thanh ngọc mảnh ngói dựng chấn ngục cổ tộc phù đạo thiên sư sử nhân hắc thị cửu u kiếm thánh còn có mấy cái đến từ man hoang thú tộc đại thánh tập hợp một chỗ không biết đang bàn luận cái gì. Không thể không nói, bây giờ côn lôn giới là nhân tài nhiều. Chỉ là ở chỗ này, liền có đại thánh mấy trăm vị. Trong đó, có được thành thần chi tứ, chừng hơn 10 người, một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Chỉ luận thế tục lực lượng, côn lôn giới đã mười phần siêu nhiên. Đây là năm đó sớm bố cục kết quả, không phải một sớm một chiều chi công. Cũng khó trách Long Chủ sẽ để cho si hình thiên tới tọa chấn. Vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất để cái nào đó ngụy thần xâm nhập nơi này tự bạo thần nguyên. Côn Lôn giới chắc chắn tổn thất nặng nề, nhìn thấy rất nhiều cố nhân, xem bọn hắn hiện tại cũng thành tựu không ít, trở thành côn lôn giới thế tục kình thiên chi trụ, Trương Nhược Trần tâm tình cực dai. nhưng không có quên chính sự. Trương Nhược Trần truyền âm hỏi, "Các ngươi là đang lo lắng thiên đường giới trả thù a?" À? Si Hình Thiên nói. Thần ba thoát khốn lúc, thiên đường giới tổn thất cỡ nào thê thảm đau đớn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? mặt khác, lượng tổ chức đối với ngươi, đối với côn lôn giới tu sĩ, cũng là muốn giết chi cho thống khoái. Chương 3414, bị nhận ra, thiên đường giới, Trương Nhược Trần cũng không phải lo lắng như vậy. Kha Dương Thiện cùng đắp Phi Thần Vương còn ở trong tay chi giao đâu? Lấy chi giao năng lực, hẳn là có thể đủ đem hai tấm bài này dùng tốt. Lượng tổ chức hoàn toàn chính xác không thể không phòng, lôi tộc đâu, có nghe hay không từng tới tin tức của bọn hắn? Trương Nhược Trần hỏi, si hình thiên trầm giọng nói, làm sao có thể không biết, lôi tộc xuất thế tin tức, tại đỉnh tiêm thần linh trong vòng tròn có tính chấn động. Không thua kiếm giới xuất thế, nghe đồn vô lượng bắc trinh thời điểm, lôi tộc liền xuất hiện tung tích, có thủ vọng giả đánh tới lôi giới, nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Nhược Trần đối với chuyện này hiểu rõ, hiển nhiên so si hình thiên càng nhiều, trong lòng chấn kinh, đánh tới lôi giới, thế nhưng là ngũ hành quan chủ. Phượng Thiên, bất tử chiến thần, bọn hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Nhược Trần nghĩ lại, cảm thấy si hình thiên không có khả năng biết được tình hình thực tế. Hỏi hắn chưa hẳn có thể được đến tin tức xác thật. Thế là, không hỏi nữa, si hình thiên lại tiếp tục sinh động như thật nói. Nghe đồn, lôi phạt thiên tôn có khả năng còn sống. Việc này để thiên đình địa ngục hai vị thiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết. Nghe đồn, huyền nhất chính là lôi tộc tộc nhân. Sau lưng của hắn Lượng Hoàng, rất có thể chính là Lôi phạt Thiên Tôn, nghe đồn, Lôi giới rất có thể vẫn như cũ giấu ở Vô Định Thần Hải, chỉ Lôi phạt Thiên Tôn tại thế điểm này cũng đủ để che lại kiếm giới xuất thế lực ảnh hưởng. Bất quá, chúng ta không cần lo lắng, Côn Lôn giới cùng Lôi tộc không có khúc mắc, không sợ bị trả thù. Trương Nhược Trần không nhịn được, hỏi, "Vạn nhất ta cùng Lôi tộc có khúc mắc, có thể hay không liên lụy đến Côn Lôn giới?" si hình thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất nói ngươi chỉ là cùng huyền nhất khúc mắc cái này không cần lo lắng huyền nhất trước mắt đệ nhất đại sự khẳng định là trùng kích vô lượng trương nhược trần rất muốn nói cho si hình thiên chính mình luyện chết lôi tộc một vị thần vương cùng hai vị lôi tộc đỉnh tiêm đại thần chết có quan hệ trực tiếp càng cùng lôi tổ kết thù kết oán quá sâu chỉ có thể hy vọng lôi tổ còn bị vây ở hắc ám đại tam giác tinh vực si hình thiên nghe được trương nhược trần tiếng thở dài trong lòng đập mạnh dâng lên dự cảm bất tường thanh tiêu đi tìm bắc cung tĩnh đình đem thanh tiến tạm thời giao cho trương nhược trần chiếu khán thanh tiến không biết trương nhược trần cùng si hình thiên tại mật nghị cái gì nhưng lại phát hiện một cái cổ quái hiện tượng trong thần phủ lại không người tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi phảng phất không có người biết bọn hắn hai người đồng dạng cái này quá không bình thường hồng kha thúc thanh tiến nhẹ giọng kêu trương nhược trần quay người nhìn về phía nàng nói, làm sao đâu, thanh thiến mặc dù nhìn qua 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng số tuổi thật sự cũng không chỉ này. Tu Vi đặt tới bán thánh cảnh giới, trước đó, cũng có tuổi trẻ một đời tuấn kiệt tới bắt chuyện, mời nàng tham gia kiếm đạo vòng tròn tiểu tụ, nhưng đều bị nàng lắc đầu cự tuyệt, trương nhược trần cỡ nào lịch duyệt, có thể nhìn ra đại sư huynh nữ nhi này thiên tư thông minh. Mà lại ngầm trộm nghe đến có tu sĩ tuổi trẻ nghị luận nàng là côn lôn giới gần nhất trăm năm bảy đại mỹ nữ một trong người theo đuổi rất nhiều nhưng trương nhược trần tốt xấu là một trưởng bối đương nhiên sẽ không lấy thần niệm cùng tinh thần lực đi bắt tư cảm của nàng cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng bởi vậy không có phát giác được sự khác thường của nàng thanh thiến môi đỏ hé mở cân nhắc nói vừa rồi ta nhìn thấy mộ dung thế ra hai vị đại thánh hồng kha thúc không đi qua bái kiến sao Trương Nhược Trần cũng chú ý tới Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung thế gia vốn là thuộc về Minh tông dưới cờ. Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt càng là thần cảnh phía dưới nhất đẳng đại thánh cường giả. Một cái tại Côn Lôn giới chưa khôi phục lúc liền đạt tới nửa bước đại thánh tình trạng. Một cái thì là trở thành Côn Lôn giới người được trời chọn. Minh tông hai cái thánh vương, thế mà không đi qua bái kiến bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất khác thường. Thanh Thiên ánh mắt chân thành thanh tịnh như linh hồ chi thủy nhưng trương nhược trần trong nháy mắt nhìn rõ nàng tâm tư thầm nghĩ trong lòng đại sư huynh nữ nhi này thông minh hơn người thủ pháp làm việc cũng hơn xa mẹ hắn trương nhược trần vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ phảng phất có thể thấy rõ linh hồn của nàng đồng dạng thanh thiến kinh hãi sau khi nhưng cũng càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán hai người này thân phận có vấn đề trương nhược trần cười nói là nên đi gặp một lần ngươi đi đi ta bốn phía đi dạo. Si hình thiên có chút không yên lòng, dự định đem toàn bộ thần phù tra xét rõ ràng một lần. Thánh hồ bên cạnh bên ngoài đại điện, tề phi vũ tự mình ra nghênh tiếp mộ dung diệp phong cùng mộ dung nguyệt. Nàng tuy thuộc tại bái nguyệt ma giáo dưới cờ, nhưng bởi vì mẫu thân của nàng nguyên nhân, được cho hư thần phù nửa cái chủ nhân, trương nhược trần cùng thanh thiến đi tới, lập tức hấp dẫn ba người lực chú ý cùng nhau ghé mắt. Mộ dung diệp phong muốn trầm ổn được nhiều trong mắt không có gợn sóng một bộ áo xanh như trong tiết thanh liên tề phi vũ một thân áo lam thân thể mềm mại mảnh khảnh mộ dung nguyệt hai nữ đều lòng có ngạo khí vừa chính vừa tà đã từng trương nhược trần cùng các nàng đều giao thủ qua cũng cùng một chỗ hợp tác mưu qua sự tình đối với các nàng hiểu rất rõ tính cách rất giống đã có lăng lệ thủ đoạn cũng có thể giấu đi mũi nhọn không lộ trong đó tề phi vũ tâm tư muốn càng thâm trầm mấy phần rõ ràng là ma giáo thánh nữ lại có thể ngụy trang thành không dính khói lửa trần gian tiên tử giờ phút này hai nữ trong mắt đều mang theo thần sắc nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là đạm mạc một cái thánh vương một cái bán thánh không cách nào hấp dẫn các nàng quá nhiều lực chú ý thanh thiến hành lễ nói vãn bối thanh thiến chính là thanh tiêu đại thánh chi nữ bái kiến ba vị đại thánh mộ dung diệp phong cười nói nguyên lai là thanh tiêu nữ nhi ngươi khi còn bé ta còn gặp qua đâu không nghĩ tới đều đạt tới bán thánh cảnh giới thời gian thật đúng là trải qua quá nhanh thanh thiến mỉm cười hướng trương nhược trần nhìn lại trương nhược trần chắp tay nói minh tông trương hồng kha bái kiến diệp phong đại thánh thanh thiến vốn là muốn muốn nhìn ra một chút sơ hở lại phát hiện mộ dung diệp phong thế mà tiến lên hai bước như lúc trước phụ thân nàng đồng giảng nắm thật chặt hồng kha thúc tay kích động nói hồng kha a à, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được ngươi lúc trước ngươi rời nhà trốn đi thời điểm đều không có nói đến nhìn một chút ta thanh thiến lập tức khốn hoặc đôi mi thanh tú nhẹ trao lại đứng lên chẳng lẽ mình đoán sai rồi so với nàng càng hoang mang chính là mộ dung nguyệt minh tông lúc nào nhiều một cái hồng kha thánh vương hơn nữa còn cùng lão tổ quan hệ không giống bình thường bộ dáng trương nhược trần cười nói đây không phải tới thăm ngươi lão nhân gia nha đi hôm nay hảo hảo tâm sự thanh thiến cùng ta cùng một chỗ tiến điện đi mộ dung diệp phong lôi kéo trương nhược trần hướng trong điện đi đến truyền âm nói ngươi thật đúng là rất lớn mật lại dám đến tinh không phòng tuyến nghe nói chỉ giao nữ hoàng trở về tin tức lúc trong nội tâm của ta nhưng thật ra là lóe lên một đạo suy nghĩ cảm thấy ngươi có thể sẽ đồng thời trở về ngươi nói đây coi là không tính là lòng có linh tê mộ dung diệp phong cùng trương nhược trần là từ nhỏ chơi đến lớn huynh đệ vô luận trương nhược trần ra sao tu vi thân phận đều có thể nhẹ nhõm tự nhiên kết giao tề phi vũ nhìn xem mộ dung diệp phong cùng trương nhược trần bóng lưng như có điều suy nghĩ nói thánh vương này sợ là lai lịch không nhỏ nàng nhìn ra một ít gì đó mộ dung nguyệt trong đầu linh quang lóe lên đôi mắt ngưng lại lập tức đuổi theo tiến vào trong điện trương nhược trần cùng mộ dung diệp phong ngay tại trong góc tọa hạ một bên uống rượu một bên đàm tiếu đáng tiếc thanh thiến nghe không được bọn hắn đang nói cái gì tại trương nhược trần cùng mộ dung diệp phong đàm luận đến chính vui mừng lúc mộ dung nguyệt cầm bầu rượu lên giúp hắn đổ đầy một chén đem chén rượu đưa cho hắn trương nhược trần tiếp nhận chén rượu liền uống vào uống xong chợt thần sắc ngưng kết phản ứng lại ngẩng đầu hướng mộ dung nguyệt nhìn lại mộ dung nguyệt nở nụ cười xinh đẹp sau đó có chút cúi đầu hành lễ trương nhược trần thầm than ở trước mặt người mình không có tận lực đi phòng bị cái gì, quả nhiên lập tức liền bị thăm dò đi ra. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần chỉ biến hóa dung mạo, không có biến hóa thân hình. Mộ Dung Nguyệt khẳng định là từ hắn bóng lưng, tăng thêm Mộ Dung Diệp Phong thân mật thái độ, mới sinh ra suy đoán, luận thử thủ đoạn, Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên so Thanh Thiến muốn cao minh, thông minh trình độ, hai nữ đoán chừng tương xứng, nhưng một cái là đại thánh, một cái là bán thánh, thắng ở lịch duyệt. Tại Trương Nhược Trần không có nhất phòng bị thời điểm, lấy tuyệt đỉnh đại thánh thân phận, giúp hắn thánh vương này rót rượu, thánh vương này lại có thể rất tự nhiên tiếp nhận chén rượu uống vào. Cái này đủ để chứng minh hết thảy, đứng ở một bên thanh thiên sớm đã là chấn kinh đến tột đỉnh. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, sinh ra càng thêm rõ ràng suy đoán, nơi xa, tề phi vũ đứng tại trong chư vị đại thánh, đem mộ dung nguyệt cùng Trương Nhược Trần tất cả cử động thu hết vào mắt lâm vào chấn kinh, tiếp theo thần sắc lại trở nên ảm đảm, lắc đầu bật cười, Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý ở chỗ này bị một số người nhận ra. Bởi vì những người này cũng sẽ không bán hắn, mà lại, hắn cố ý muốn đưa ở đây một chút cố nhân một trận cơ duyên. Bay vụt tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực, cho nên, cả người đều rất nhẹ nhàng, không có quá mức tận lực ẩn tàng, về phần khả năng tồn tại nguy cơ, để si hình thiên đi đau đầu đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Thanh Thiến, ra hiệu nàng ở bên cạnh tọa hạ, trực tiếp hỏi, đang suy nghĩ gì, Thanh Thiến vừa mới ngồi xuống, lại lập tức đứng dậy, làm bộ muốn bái, nhưng, một cỗ lực lượng vô hình ra thân, khiến cho nàng chỉ có thể bảo trì đứng thẳng, cuối cùng nàng không thể làm gì, ngồi trở lại trên vị trí, nàng một đôi mắt hạnh, nhìn xem Trương Nhược Trần, vẫn như cũ không thể tin được trong lòng suy đoán, hỏi dò, hồng kha thúc nhưng thật ra là tiểu sư thúc, đúng không? Ánh mắt đã là chờ mong, lại có một chút không hiểu kích động. Hết chương 3414 rồi ạ, à. hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.